Thưa quý vị khán giả, như tin đã đưa, thì sau thời hạn cách ly xã hội 15 ngày, 12 địa phương có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19, trong đó có Tây Ninh, sẽ tiếp tục thực hiện cách ly xã hội thêm ít nhất một tuần nữa. Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ được đại đa số người dân Tây Ninh đồng tình cao. Theo đó, người dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được yêu cầu ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Tiếp tục thực hiện cho học sinh sinh viên nghỉ học đến hết ngày 3 tháng 5, tạm dừng các hoạt động không cấp bách, cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Mặc dù việc cách ly có gây ảnh hưởng nhiều đến việc sản xuất và kinh doanh, nhưng với tình hình diễn biến bệnh phức tạp như vậy thì theo tôi thấy việc cách ly là đúng đắn. Cách ly thêm để cho tình hình bệnh ổn định hơn thì sẽ tốt hơn. Mình muốn là trong giai đoạn cách ly này thì mọi người cùng thực hiện nghiêm về các quy định của giãn cách xã hội để cho dịch bệnh mau qua, để chúng ta trở lại cuộc sống bình thường. Đối với những nhà nghiên cứu, người ta phân tích rằng là Tây Ninh mình là một trong những tỉnh có tuyến đường biên giới, vì thế nó có một cái nguy cơ rất là cao dẫn đến dịch bệnh. Khi mà nghe được cái thông tin rằng là Tây Ninh là được cách ly tiếp tục một tuần nữa, thì em nghĩ đây là một cái phương án hết sức đúng đắn của nhà nước. Để công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt kết quả cao trong những ngày tới, người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức trong việc thực hiện nghiêm các nội dung của chỉ thị 16, đồng thời cần nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các khuyến cáo của Bộ Y tế.